thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại hân hoan chào mừng toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý cơ quan truyền thông, quý cộng đồng, quý hội đoàn, quý đảng phái quốc gia cùng toàn thể đồng bào đã đáp lại lời mời của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đến đây tham dự lễ thắp nến cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Và bây giờ trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để cử hành nghi thức khai mạc cho lễ thắp nến ngày hôm nay. Please stand. Tất cả chú ý. Chương trình văn hóa nhân bản lạc Việt, quý vị đang nhìn thấy ở phía sau lưng tôi, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khu vực Nam Cali đang tổ chức buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ vì quốc vong thân của các chiến sĩ đã quên mình hy sinh cho quê hương người Việt và cả người Mỹ, đồng thời đặt nguyện cầu cho quê hương đất nước Việt Nam đang quằn quại trong sự áp bức và đè nén của cộng sản độc tài. Buổi lễ ngày hôm nay đối với cộng đồng người Việt tị nạn rất là quan trọng và ý nghĩa. Chính những người đã nằm xuống đây tạo cho chúng ta, những người đang sống ở đây, cơ hội được có ngày hôm nay, được đến bến bờ tự do. Nếu không có sự hy sinh của những người đi trước thì những người như chúng tôi không thể có mặt ở đây. Vì vậy chúng ta chân thành biết ơn những người đã hy sinh. Tôi rất là cảm động khi trong buổi lễ cầu nguyện, mọi cộng đồng đã cùng nhau hát bài Kinh Hòa Bình. Bài hát đó rất là xúc động. Sẽ dâng lên Thượng Đế lời cầu nguyện để con đem yêu thương vào nơi quán thủ và đem ánh sáng vào chốn ngục tù. Bài hát đó nó rất là xúc động và lần đầu tiên tôi nghe khi các giáo dân Thái Hà đã hát và tôi đã hát theo. Hôm nay trong buổi lễ cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta cùng hướng đến việc cầu nguyện cho quê hương Việt Nam mà trong những ngày sắp tới đây bị đè nén dưới sự đàn áp của cộng sản độc tài. Chúng ta không quên những người đi trước đã hy sinh cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta trả cái ơn đó bằng cách chúng ta phải làm gì đó cho quê hương của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hôm nay tôi thật sự rất xúc động cho nên không có thể nói gì nhiều. Cảm ơn quý vị.
Thank you.